giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Rộ loạt bằng chứng Đạt Chi thường xuyên đi đường quyền với Du Yên trong thời gian yêu đương. Mối quan hệ rắc rối của Đạt Chi Du Yên dường như khó mà ngủ yên khi những mâu thuẫn vẫn còn âm ỉ, những bí mật đằng sau dần lộ diện. Đến lúc này, nam ca sĩ thật sự đã khó vẻ nụ cười trước người hâm mộ khi có những bằng chứng cụ thể cho thấy hành động không hay ho, thẳng thừng với bạn gái khi còn hẹn hò. Trong thời gian yêu đương, nữ ca sĩ đã chịu đựng rất nhiều. Mới đây, loạt ghi chú được cho là của sao nữ Bánh Mì Không ghi lại nhật ký dị vãng khó giấu giếm của bạn trai cũ. Cụ thể, từ năm 2018, Đạt Chi đã có hành động mạnh mẽ, tung cước lên người bạn gái. Nam ca sĩ không giữ được cảm xúc lên chăn xuống trỏ với người yêu cũ trước mặt nhiều người. Trong khoảng thời gian này, cô nàng đều âm thầm ghi lại sự việc. Điều này khiến công chúng vô cùng xót xa, sự việc xảy ra liên tục trong những năm liền. Những dòng nhật ký ghi lại những kỷ niệm đau buồn mà nữ ca sĩ chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Một trong số những nội dung ghi chú nhật ký của Du Yên: cây kim trong bọc có ngày lò ra, không chỉ những hình ảnh chữ nghĩa đơn thuần, hành động không hay cũng được ghi lại. Đoạn clip dài hơn một phút tái hiện toàn bộ sự việc. Nam ca sĩ đến nhà bạn gái cũ đi đường quyền, ngay trong bữa ăn, mặc kệ người nhà có can ngăn như thế nào, Du Yên vẫn cố chịu đựng và không muốn công khai những việc làm của Đạt Chi. Mặc dù người nhà can ngăn nhưng Đạt Chi vẫn có những hành động không tốt lên người Du Yên. Khi chính thức đưa sự thật ra ánh sáng, nữ ca sĩ liên tục có những động thái ăn ý về mối quan hệ không êm đẹp của cô và bạn trai cũ. Mới đây Du Yên có viết trên trang cá nhân, công việc mà không giải quyết sòng phẳng thì đừng trách ai ác, sống cho ra đàn ông, đụng nhầm người rồi. Bài viết mới nhất nói rõ mối quan hệ của hai người. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, anh vẫn không trung thực. Anh có kể hết những chuyện không đúng của mình ra không? Hay chỉ kể với mọi người rằng anh mới là kẻ đáng thương trong mọi việc? Chính vẻ bề ngoài ngây ngô thân thiện thật thà của anh đã khiến mọi người luôn thương anh một cách chân thành. Anh rất biết cách lấy lòng thương và lòng tin của tất cả mọi người. Thời gian đầu, anh chưa hề dám ba mặt một lời với em vì em luôn nói đúng trọng tâm. Anh luôn chọn cách trốn tránh, bạo lực và đổ lỗi cho tất cả mọi việc. Trước đó, Du Yên thường nói bóng gió ăn ý về hình ảnh không tốt của Đạt Chi. Cô không ngại công khai tin nhắn với nam ca sĩ. Dù không rõ lý do vì sao Đạt Chi lại có những hành động như vậy, thế nhưng qua những hình ảnh clip và lời nói của Du Yên khiến người hâm mộ khá thất vọng trước hành động. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.